Em vô Sài Gòn là 6 năm rồi đúng không? Dạ 6 năm. Em người Nha Trang đúng không? Dạ. Bây giờ chị sẽ dẫn em đi ăn cái quán đặc biệt gọi là hủ tiếu Mỹ Tho, tuốt dạ. Ở Mỹ Tho lận. Dạ. Em là Xuân Nghị đúng không? Em Xuân Nghị. Đây, quán Thanh Xuân, có chữ Xuân là vui rồi. Ngồi xuống. Xin chào quý vị khán giả, tôi là cô Tươi, bán hủ tiếu Mỹ Tho tại Sài Gòn. Điều rất là đặc biệt mà dạ. Chị tin chắc là ba má em cũng không già bằng cái quán này. Quán này là được sanh ra năm 1946. Ghê vậy? Lớn hơn ba em chưa? Dạ lớn hơn chứ còn gì nữa là nhỏ xíu. Dạ đúng rồi. Mà điều nữa là hủ tiếu Mỹ Tho này á, là chị thích là thích loại khô. Hủ tiếu Mỹ Tho thường mình nghĩ loại nước đúng không? Dạ đúng rồi. Này khô ngon luôn, giờ hôm nay chị bắt buộc em phải ăn khô nha. Khô luôn á chị. Khô luôn cho nó ngon. Dạ. Khơi cô. Rồi có. Đó, Nghị em thấy bận áo bà ba thấy chịu chưa? Dạ. Cảm ơn cô ạ. Có chi. Tại sao cô lại bận áo bà ba cô? Tại thích rồi, hồi nhỏ tới lớn thích áo bà ba. Đúng rồi. Không phải áo kiểu. Con giống cô. Áo kiểu nhiều lắm không? Dạ. Mà. Tại vì biết sao bận áo bà ba gì cứ nhất mình che nắng gì thứ hai có cổ có tay lịch sự đi đâu cũng được. Dạ đúng. Mà nó mát á cô hả? Vậy là cô người gốc miền Tây hả cô? Dạ miền Tây. Dạ. Cô ở Mỹ Tho luôn hay ở đâu? Ở Mỹ Tho ở quê ông xã. Dạ. Rồi còn cô là ở đâu? Ở Long An. Rồi cô lên Sài Gòn này được bao nhiêu năm rồi cô? Cũng lâu rồi, lên hồi 15 tuổi. Có chồng tuổi. Về đây. Dạ. Năm nay cô nhiêu ạ? Năm nay 60. 60 tuổi. Ừ. Cô ăn hủ tiếu không con mà cô đẹp vậy hả cô? Ăn hủ tiếu hả? Dạ. Thích món nào ăn món đó mà ăn cái gì mà bông mỡ quá ăn không nổi nha. Dạ. Cô ơi, đây là một trong những nghệ sĩ diễn viên trẻ là diễn viên hài Xuân Nghị mà anh chàng này là người Nha Trang. Thành ra con muốn giới thiệu cái món đặc sản miền Tây của mình đó là hủ tiếu Mỹ Tho. Cô cho con xin 2 tô đặc biệt. Rồi cô. Dạ. 2 đặc biệt khô. Dạ 2 đặc biệt khô. Cô 15 tuổi năm nay 60 là cô ở đây được nhiêu năm rồi? 45 năm. 45 năm. Dạ. Trời cái nước sốt nhìn hấp dẫn quá cô hả? Dạ dạ. Cái nước sốt này là làm sao cô? Nước sốt là tự tay cô làm. Tự tay cô làm. Dạ. Wow, rồi mình ăn trước đi xong mời cô tâm sự sao? Nè cưng đủ. Ngon quá ngon. Chị thích cái hủ tiếu này tại nó có nước sốt ăn thử đi cưng. Dạ. Ngon món này ơi. Em thấy làm sao? Ngon món chị. Thiệt. Tại vì nếu như mà cái mì không á thì nó sẽ bị nhạt. Cái sốt không á thì nó sẽ bị mặn. Mà hai cái ăn chung vô thì nó quyện vô thì nó sẽ rất là hòa hợp. Có lòng nè, có tôm nè, đặc biệt cua rất là tươi. Em là dân Nha Trang, ăn đồ biển nhiều. Cho ý kiến về cua và tôm đây. Tươi chị. Vậy là em khen chị tươi hả? Em thử tôm, em thử tôm. Tươi mà chắc chị. Biết sao không? Quán này có mặt là 70 năm, đúng 70 năm, năm 1946. 70 năm thì tôi nghĩ cái kinh nghiệm của họ lớn lắm chứ không phải đơn giản là buôn bán không. 70 năm kinh nghiệm. Mà cô 15 tuổi lên đây, năm nay cô 60 là có 45 năm cô làm nghề này. Và cái quán này có trước đó 25 năm. 25 năm là gia đình chồng cổ làm hay sao á. Phải không? Lát mình phải hỏi. Chút gì hỏi đi. Ngon lắm quý vị ơi. Nhưng mà quan trọng là hủ tiếu cô đó là chuyện đó mình phải húp thử nước lèo. Đó nước lèo người ta làm sao? Ngon. Quý vị thân mến, chương trình này hoàn toàn không quảng cáo. Việt Hương thấy ngon là vô ăn. Hở ngon nói ngon, dở nói dở. Cũng giống như Xuân Nghị, chị mời ăn Nghị nói ngon là ngon, mà dở là dở, đúng không? Mình thấy ngon là ngon, rồi thấy dở là mình nói dở thôi, bị đâu có quảng cáo. Dạ đúng rồi. Dạ, hoàn toàn không quảng cáo đâu quý vị. Hoàn toàn không quảng cáo, ngon thiệt. 62 Tôn Thất Hiệp. Nếu như mà quý vị nào mà muốn thưởng thức thì có thể ghé tại đây để mà thưởng thức. Tôm và cua rất là tươi, có thêm cả những lòng heo nữa. Nước lèo thì rất là ngọt, ngọt đây là ngọt nguyên chất chứ không phải là dạng như là bỏ đường vô. Lòng heo thôi, họ luộc cũng ngon nữa, tự tay làm hết luôn. Lần đầu tiên em ăn mà nó có nước sốt, ngon lắm. Có nước sốt quá lạ luôn quý vị, tôi nghĩ là quý vị ăn rất là nhiều món hủ tiếu Mỹ Tho nhưng không có cái quán nào mà có cái nước sốt ngon như vậy. Chan lên luôn. Tôm nhiều, thịt nhiều mà ăn không hết luôn. Tuyệt vời. Ủa mà chị nhớ là em nói với chị là em có lập một cái nhóm hài. Nhóm em gồm có ai? Nhóm em gồm có Lâm Vỹ Dạ với Đạt Tân. Rồi hai đứa đó đâu? Sao chị rủ đi ăn mà em ăn đi có mình ạ? Em có rủ nhưng mà Tân thì bận việc gia đình à. Còn Dạ thì bận con với chồng. Ba đứa tụi em lập thành một nhóm hả? Nhóm Cà Tưng. Nhóm Cà Tưng dạ. Nhưng mà xuất thân của em là sân khấu chị Kịch Hồng Vân. Dạ đúng rồi. Đây là diễn viên kịch nha quý vị. Xuân Nghị là diễn viên kịch à, chúng tôi hay gọi là kịch chính thống. Giống như các bạn thi vô trường quốc gia âm nhạc thì nó sẽ có nhiều dòng nhạc. Ví dụ như là chúng tôi vô trọng là phải học tất cả các loại nhạc. Rồi các bạn lựa chọn. Giống như chúng tôi vào trường là học kịch chính thống. Sau đó chúng tôi sẽ chọn. Ví dụ như tôi chọn là tôi theo hài, chọn kịch chính thống hoặc chọn bi kịch. Thì nghĩ là có học trong trường không em? Có, em học là sân khấu kịch Hồng Vân. À vậy hả? Sân khấu kịch Hồng Vân mở lớp kịch ra thì lớp đầu tiên là em vô học luôn. À dạ. Là được bao nhiêu năm rồi? Em học trong đó 3 năm. 3 năm. Là em ra trường là năm nào? Ra trường năm 2014. 14. Dạ. Vậy là em hoạt động nghệ thuật được bao năm rồi? Là 6 năm rồi đó. Khi mà em vô học á thì học được một học kỳ rồi bắt đầu em được diễn luôn. Sân khấu kịch chị Hồng Vân. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi có một cái nhóm nữa là nhóm Cà Tưng. Nhóm Cà Tưng là nhóm làm trên YouTube. Rồi bây giờ mình ăn uống no nê rồi. Mời chị. Cô ra tâm sự nhẹ với cô chút xíu. Dạ đúng rồi. Ha. Cô ơi cô, con mời dạ, cô dạ. Chủ quán. Bỏ cái này ra bên kia, cô ngồi đây cô. Dạ. À. Cô ơi con xin phép hỏi cô là cô tên gì ạ? Cô Tươi. Cô Tươi. Vậy là khi mà cô lấy chồng là quán này đã có 25 năm trước rồi phải không cô? Dạ, quán này bà 70 tuổi. Dạ có rồi. Về dạ. Đây là có quán rồi. Dạ. Vậy là ông xã cô là người nấu này hay là ba mẹ của ông xã ạ? Ba mẹ. Dạ. Xong xuôi tới bà chị thứ tư nữa. Dạ. Bây giờ cô nấu. Dạ. Cô có dám chia sẻ cho con chút xíu bí quyết là tại sao những món mì khô của Mỹ Tho, kể cả Nghị là cái người miền Trung cũng đi vào đây và cũng đi ăn lang thang rất là nhiều mà con chưa có chỗ nào con thấy có nước sốt đặc biệt vậy? Đúng rồi, nước sốt có làm như thế nào vậy cô? Mà tại sao cô nghĩ là cô chan nước sốt lên? Thôi. Cà chua với gì nữa con? Cà chua nấu lên thôi. Dạ. Mình làm thôi. Nhưng mà tại sao cô nghĩ là chan nước sốt lên mà những chỗ khác lại không có nước sốt này? Cái món đó là của bà chị nữa, đem xuống làm thôi, cô không biết cái đó là... Dạ, có đó là bí quyết gia đình chỉ cho mình. Dạ, rồi khi mà cô làm cái nước sốt này nè, là khi là cô về nhà chồng là người gia đình truyền cho cô hả cô? Về cũng là làm, cũng là lâu lắm mới biết ra, chứ không biết liền được. Dạ, rồi khi mà cô chọn những cái nguyên liệu, ví dụ như là cua tôm vậy hả cô? Cái người miền Trung là ngay Nha Trang là xứ biển, là cái đó ăn vô là biết tươi không liền. Mà cua tôm rất là tươi. Chắc thịt. Thịt nó nữa. Không bị bở. Có bí quyết gì không cô? Không, cái đó mình luộc thôi. Nó để nó chín vừa tới vừa lấy ra liền. Dạ. Thường hủ tiếu Mỹ Tho mà đặt cái tên Thanh Xuân dạ. Nghe với nó tươi mới và nó tươi trẻ dạ. Dạ. Đó là một cái ấn tượng về cái bản hiệu của cô. Cái bản này nó cũng rất là cũ. Dạ 70 năm. Có nghĩa là mình cũng có thay bản. Mấy ông Tây lại đòi mua tấm bản không? Ai cũng lại đòi gỡ tấm bản xuống không? Ủa vậy hả cô? Ừ. Tại sao cô? Ông nói là lâu năm quá rồi, nó đẹp quá để ông mua. Chỗ tiệm người ta bán buôn rồi sao không mua, ai bán cho ông được. Vì ông đòi mua tấm bảng dựng trong nhà nữa kìa, tấm bảng trong túp mấy chồng nữa. À có tấm bảng dựng trong nhà nữa hả cô? Tấm bảng đứng trong nhà nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Báo cho các bạn biết cái tấm bảng này sau khi cái clip này lên hãy thật cẩn thận, rất nhiều ông Tây muốn mua tấm bảng này. Yeah. Tại vì quá lâu năm, 70 năm rồi cho nên nó rất là đẹp với giá trị lịch sử. Với cái tên Thanh Xuân, người vẽ hình con tôm, con cua là từ thời đó luôn nha quý vị. Cách trang trí nó cũng là từ thời đó luôn á chị. Nét sơ từ xưa tới giờ luôn, không có sơn phết gì lại. Không có sơn lại luôn. Dạ báo cho quý vị một thông tin là 70 năm vừa trước mà sơn cắt như vậy, chưa có sơn phết gì lại. Thấy đây nè, bạn tự động nó chơm, nó ăn như đúng rồi. Ngon quá. Cái bột á, bột để làm cái vòng bên ngoài á, ăn rất là mùi. Sập sập đúng không? Dạ đúng rồi, ăn vô cái nhân bên trong thì rất là đậm đà. Mà quan trọng nha quý vị, cái nồi nước lèo sạch mà tôi thấy không có một cọc giá rớt xuống đây là bất ngờ tôi vô quay nha. Tôi không có nói chuẩn bị trước gì, người ta không có chuẩn bị nha, có sao nói vậy. Sạch sẽ, đồ cua tôm mà quý vị coi nè, gọn gàng. Nhìn vô đây, cục gạch men này nè là 70 năm hơn. Tại vì cái quán này 70 năm thì cái này ít nhất phải xây trước đó, ít nhất khoảng 5. Đúng rồi. Sạch sẽ rồi, cái cục gạch trắng bông, giờ này còn trắng về. Sạch bóng nè, không có thấy nhớt, của dầu mỡ. Khô rang luôn, ngón tay Việt Hương khô rang luôn. Đây, tôm, nhìn con tôm chắc nội mà sạch sẽ, không có bị dơ giấy gì á. Rất ít quay bếp lắm, tại vì quay bếp là cái không gian riêng của người ta, mình không nên mà quay. Nhưng mà quá sạch. Mà tôi chịu nhất ở trong cái gian bếp này, tại cái con hẻm này, đó là cái bồn rửa chén. Trời ơi, cái bồn rửa chén mấy chục năm về trước là có rồi, thấy không? Nè, hiện đại đó mà, đó, có nước ngày xưa bắt cái dòi. Xong cái bồn nhỏ nhỏ nè quý vị. Đó, cái bồn nhỏ xíu à, ngày xưa. Đây, bỏ đồ, tô chén màu trắng hẹp. Có miếng lót cái cưng không? Cũ. Đó, từ thời xưa cũ luôn. Và tại sao tôi dẫn quý vị vô tới đây luôn là có một cái tấm bảng mà rất nhiều ông Tây tới đây muốn mua tấm bảng tại vì nó cũ. Không phải cũ là xấu, già là xấu đâu quý vị. Tùy cái lứa tuổi, từng lứa tuổi mà có đẹp theo từng lứa tuổi. Đây, tấm bảng Thanh Xuân rất là cũ. Đó, cái tấm bảng. Mà quan trọng là nước sơn còn tốt lắm nha quý vị. Và cái phong các chữ á ha. Nó bị tróc tróc. Mà bị tróc tróc nè. Đó, 70 năm. Mưa gió thất thường, 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Mà giữ được 70 năm như vậy, con người mà đem phơi còn banh nữa chứ đừng có nói chi tấm bảng. Mà tấm bảng vẫn còn ngon lành, cành đào chưa sơn lại bao giờ. Đây, Thanh Xuân, một trong những quán mà tôi dám quay cái bếp của người ta luôn. Tại vì người ta cho vô quay luôn, tôi mới xin được. Cái tấm bảng quá đẹp, nhớ đi ăn nghe. Và chúng tôi nhắc lại, hoàn toàn không có mục đích vụ lợi, chúng tôi không quảng cáo nha quý vị. Cảm ơn cô. Những con người Sài Gòn cũ vẫn giữ lại những món ăn này để những đứa em nhỏ xíu vậy, nó sinh năm 90 con dẫn nó tới đây ăn để nó biết được là ở Sài Gòn này những còn quán xưa cũ như thế này. Cảm ơn cô rất là nhiều, ngon lắm, ăn đã. Tới cái những cái quán này, cái quán này là gần bằng tuổi má con luôn, cho nên tới ăn những cái kỷ niệm rất là vui. Một lần nữa cảm ơn cô và cảm ơn chú Thanh chồng cô luôn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Việt Hương trong chương trình Những Món Ăn Vặt Sài Gòn và khẳng định với quý vị đây là món đúng của Sài Gòn luôn. Chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở kỳ sau. Và kỳ sau thì Nghị sẽ đi ăn với lại chị Hương nữa ha chị ha. Ai mời? Thằng thôi chào đi cô, nó ăn quá cô ơi, chào nha. Những Món Ăn Vặt Sài Gòn. Khi mà nhận được điện thoại của chị Hương và chị Hương mời đi ăn thì đó là một bất ngờ đối với Nghị. Bởi vì chị Hương là một người mà Nghị rất là yêu mến, nhưng mà bất ngờ mời Nghị thì Nghị cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Sau khi tới đây ăn thì cảm thấy món ăn thực sự rất là ngon, rất ngon luôn. Nếu quý vị nào mà muốn biết được nó ngon như thế nào thì hãy tới số 62 Tôn Thất Hiệp để quý vị thưởng thức nha.